Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam và Malaysia. Thiết lập múi giờ chung ASEAN nhằm tiến tới cộng đồng chung ASEAN sẽ ra đời vào cuối năm nay. Người Việt tại Bỉ đi chùa đầu năm mới để cầu an và hướng về Tổ quốc. Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato Seri Hissamuddin Tun Hussein, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia đã dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 2. Lễ đón chính thức đã diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 2 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn Bộ Quốc phòng Malaysia nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời là dịp để Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2008. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực tham gia tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích vào tháng 3 năm 2014. Sau lễ đón, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước do Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, cứu hộ, cứu nạn, hải quân và hợp tác đào tạo. Hai bên sẽ tích cực hợp tác trong việc hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Vào ngày 23 tháng 2 tại Nhà Trắng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã trình quốc thư lên Tổng thống Barack Obama. Trong buổi tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh sau lễ trình quốc thư, Tổng thống Obama nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được thiết lập trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào hồi tháng 7 năm 2013 đã tạo ra khuôn khổ cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, năng lực hàng hải, biến đổi khí hậu và môi trường, giáo dục và quyền con người. Tổng thống Obama hy vọng tiếp tục tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước, cùng giải quyết các khác biệt một cách cởi mở và thẳng thắn. Đại sứ Phạm Quang Vinh bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định trên cương vị mới sẽ làm hết sức để thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Tại hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 4 tới tại Malaysia, dự kiến có một nội dung sẽ được đưa ra thảo luận, đó là đề xuất thiết lập múi giờ chung cho tất cả thủ đô các nước ASEAN. Ý tưởng này đã được khởi xướng cách đây 2 thập kỷ nhưng chưa nhận được sự đồng thuận cao. Giờ đây, nó đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh cộng đồng ASEAN sẽ ra đời vào cuối năm nay. Tại cuộc họp đầu năm nay, các ngoại trưởng ASEAN cũng đã nhất trí về việc thúc đẩy hiện thực hóa múi giờ chung ASEAN, ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại ASEAN. Các thủ đô của 10 nước ASEAN hiện nay hoạt động theo 3 múi giờ chính là GMT cộng 6,5, GMT cộng 7 và GMT cộng 8. Trong đó, Việt Nam cùng với Thái Lan, Lào, Campuchia và Indonesia nằm trong múi giờ GMT cộng 7. Với việc một cộng đồng chung ASEAN đang dần hình thành, múi giờ chung ASEAN dần trở thành một nhu cầu thiết thực. Có rất nhiều cái là xây dựng cái đặc trưng chung của ASEAN. Thì một trong những cái đặc trưng thì phải chăng đó là vấn đề là đã trở thành cộng đồng thì cũng cần có một cái múi giờ chung. Với việc cộng đồng ASEAN đang dần hình thành và gắn kết vào cuối năm nay, chúng tôi tin rằng múi giờ chung cho các thủ đô các nước ASEAN là ý tưởng đáng quan tâm xem xét. Việc thiết lập múi giờ chung ASEAN được cho là sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu và hội nhập của người dân ASEAN. Tôi thích ý tưởng về múi giờ chung ASEAN, bởi vì múi giờ chung sẽ tạo ra một nhận thức ngay lập tức cho người dân ASEAN rằng cuối cùng họ đã đi cùng trên một con thuyền. ASEAN ngày nay là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới với 600 triệu dân, với tổng GDP hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Múi giờ chung ASEAN hay bất kỳ điều gì giúp doanh nghiệp hội nhập, giúp dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, việc làm sang thị trường của nhau thuận tiện hơn, thì sẽ mang lại lợi ích cho mọi người dân. Sự cần thiết phải thiết lập múi giờ chung cho thủ đô các nước ASEAN
đã nhận được sự nhất trí cao của các ngoại trưởng ASEAN. Vấn đề còn lại hiện nay là ASEAN chọn ăn được múi giờ nào, đó là GMT cộng 7, GMT cộng 8 hay là múi giờ nào khác, thì sẽ được các giới khoa học và chuyên gia các nước thành viên thảo luận chi tiết để có thể đi tới thống nhất trong thời gian tới. Hiếu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam tại ASEAN. Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã nhất trí sẽ tiến hành đàm phán liên ngành từ tháng 3 tới đây để sớm ký kết bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác lao động. Theo đó, công dân Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan vì mục đích lao động trước ngày 10 tháng 2 năm nay có thể được cấp giấy phép lao động với thời hạn 1 năm, hưởng đầy đủ các quyền lợi như lao động Thái Lan, với điều kiện có hộ chiếu Việt Nam, làm giúp việc tại gia hoặc lao động chân tay trong một số lĩnh vực như xây dựng, nghề cá, phục vụ tại nhà hàng. Các trung tâm đăng ký lao động nước ngoài một cửa dành cho lao động Việt Nam sẽ được thành lập tại Bangkok ở miền Trung, Chiang Mai ở miền Bắc, Rayong ở miền Đông, Nakhon Phanom ở miền Đông Bắc và Song Kla ở miền Nam Thái Lan. Mọi thông tin cần thiết sẽ được cập nhật và giải đáp tại các trang thông tin điện tử của hai cơ quan đại diện theo địa chỉ hiện đang có trên màn hình lúc này. Và sáng ngày 25 tháng 2, tức ngày mùng 7 Tết Ất Mùi, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đã tổ chức lễ hạ nêu theo nghi thức cung đình xưa, đánh dấu kết thúc mùa nghỉ Tết Nguyên đán để hăng hái bước vào một năm làm việc mới. Trong lễ hạ nêu, ấn triều đình với bốn chữ Phú Thọ Khang Ninh, cầu chúc những điều may mắn, yên ổn, trường tồn, sung túc cho đất nước, nhân dân được hạ xuống để bắt đầu khai ấn. Khai ấn tức là bắt đầu công việc trong năm mới. Từ đây nhắc nhở mọi cơ quan triều đình và người dân khắp chốn hăng hái bước vào một năm làm việc mới. Lễ hạ nêu vào ngày 7 tháng Giêng thu hút đông đảo du khách, giúp cho mọi người hình dung về những tập tục ăn Tết xưa của triều đình, đồng thời thể hiện lòng tôn kính tổ tiên đã để lại cho hậu thế một di sản văn hóa, di sản tinh thần quý giá làm nên hồn cốt và bản sắc văn hóa Việt. Cũng như bà con ở trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới, người Việt tại Bỉ vẫn giữ thói quen đi chùa cầu an đầu năm mới, dù phần lớn trong số họ đã ra đi từ 20-30 năm nay. Với họ, đi chùa cầu an cũng là để hướng về đất nước và đưa nét đẹp truyền thống này đến gần hơn với bạn bè Bỉ. Từ nhiều năm qua, những ngày đầu năm mới, chùa Hoa Nghiêm tại thành phố Bruxelles luôn là địa điểm tìm về của cộng đồng người Việt tại Bỉ. Bà con đến chùa để tìm sự bình an sau một năm vất vả, cầu mong năm sau được may mắn hơn và cũng để gìn giữ một nét văn hóa tâm linh nguồn cội. Thì mỗi lần đi chùa là hướng cái tâm hồn của mình về chùa Phật để thấy con người mình nó nhẹ nhàng. Cái thứ hai là với lại gặp lại những người cùng xứ, thấy cuộc sống chia sẻ với nhau tất cả những cái niềm vui, cái nỗi khổ. Còn đi chùa thì mình lúc nào mình cũng còn nhớ mình nguồn gốc của mình là người Việt Nam, chứ không phải là mình suốt ngày cứ mình làm việc mình chạy theo cái cuộc sống ở bên châu Âu. Tết thì mình hay có đến chùa, thứ nhất là mình xin cho gia đình được bình an rồi hạnh phúc rồi đại khái là sức khỏe gì đó. Cộng đồng người Việt bắt đầu hình thành từ những năm 70 của thế kỷ trước. Mặc dù đã xâm nhập vào đời sống xã hội công giáo của nước Bỉ khá lâu, nhưng đa số người Việt vẫn giữ truyền thống đạo Phật đi chùa cầu an đầu năm mới. Và nét đẹp ngày càng lan tỏa tới nhiều bạn bè Bỉ. Tôi cảm thấy gắn bó với đạo Phật. Mỗi năm tôi đến đây nhiều lần để cầu mong may mắn cho năm mới và hạnh phúc cho gia đình tôi. Tôi đến đây với gia đình bạn gái tôi. Tôi muốn xem và hiểu biết hơn về truyền thống và tôn giáo này. Tôi mong cả gia đình tôi và gia đình bạn gái tôi đều khỏe mạnh. Những ngày Tết, họ về cũng giống như là coi sưởi ấm tấm lòng khi xa quê hương. Dạ vâng, thì chùa cũng hết lòng để tiếp đón Phật tử, cũng như an ủi họ trong lúc khi họ xa quê hương, ở xứ lạ quê người. Ngoài dịp đầu năm mới, cộng đồng người Việt tại Bỉ còn tập trung về chùa Hoa Nghiêm trong các dịp lễ lớn như Tết Thượng Nguyên, Vu Lan, Phật Đản. Tìm về mái chùa cũng là để bà con có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn và thử thách nơi đất khách. Thêm một tin vui cho du lịch Việt Nam trong những ngày đầu năm mới, cảng Nha Trang lại vừa đón tàu Volendam quốc tịch Hà Lan với 1.281 hành khách quốc tế cùng 661 thuyền viên. Đây là chuyến tàu thứ 3 trong những ngày đầu năm mới Ất Mùi và là chuyến tàu thứ 13 từ đầu năm 2015 đến nay. Du lịch thành phố biển Nha Trang đón tiếp. Sau khi làm thủ tục cập cảng, du khách quốc tế đi các tour tham quan thành phố quen thuộc như Tháp Bà Ponagar,
Chùa Long Sơn, Hòn Trồng, Chợ Đầm, XQ Nha Trang. Một số khách tham gia các tour đồng quê, tour dọc sông Cái, tham quan tìm hiểu làng nghề dệt chiếu, nhà cổ ông Hay Thái. Đa số khách du lịch đến từ Úc, Canada, Mỹ, Anh. Điểm đến tiếp theo của tàu Volendam là cảng Đà Nẵng. Năm nay, du lịch bằng đường tàu biển ở Khánh Hòa đã thu hút đông đảo khách du lịch với khoảng 49 chuyến tàu, tăng 14 chuyến so với năm 2014. Các món ăn truyền thống Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn với phở, bánh mì, gỏi, cuốn. Các món ăn này liên tục có mặt trong danh sách các món ngon do nhiều tổ chức, tạp chí quốc tế bình chọn. Và chính vì muốn quảng bá niềm tự hào này mà một nhà văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua luôn nỗ lực giới thiệu ẩm thực Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Tại nhà của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, đây là một trong những buổi chiêu đãi mà gia đình tiến sĩ thường tổ chức để quảng bá ẩm thực Việt Nam đến người nước ngoài. Hôm nay, đoàn làm phim người Bỉ được tiến sĩ Nhã mời 4 món. Chả đẩy, món ăn của Hà Nội. Chả đẩy còn được gọi là chả túi trứng vì có hình dáng chiếc túi và được bọc bên ngoài bằng trứng. Bên trong có tôm, thịt, rau, hành, nấm. Món thứ hai thì đậm chất miền Nam, chả giò. Món thứ ba được gọi bằng một cái tên rất mỹ miều, em của phở, với bún ăn với nước lèo, bắp bò, hành tây. Cuối cùng là một món quen thuộc nhưng có sự phá cách, phở xào kèm theo rất nhiều rau. Theo tiến sĩ Nhã, thế giới có nhiều nền ẩm thực lâu đời và rất ngon. Tuy nhiên, phần lớn thì dầu mỡ nhiều, nhiều thịt. Và chính cái đó nó đưa tới nhiều nhiều cái bệnh hiện nay thời đại đấy. Trong đó có tim mạch, có tiểu đường, có canxe vân vân. Trong khi Việt Nam của chúng ta đó, thì tôi nghĩ rằng là rau củ quả, cá là chủ yếu. Thịt cũng có một ít thôi. Tất cả những cái món ăn đó thì theo tôi biết đó, thì nhiều người nói rằng là có nhiều chất, nhiều vị và rất cân bằng cho nên rất ngon. Và nó lại lành đó, cho nên là nó là món ăn bổ thuốc. Thì nhiều phụ nữ như ở Đại Hàn họ đang ăn phở để mà chống béo phì đấy. Người giới thiệu đoàn làm phim Bỉ đến nhà tiến sĩ Nguyễn Nhã là chị Trương Thị Quyền, chủ nhà hàng Little Asia của Bỉ. Chị cũng là người nhiệt thành quảng bá cho món ăn Việt, từng viết 3 cuốn sách về ẩm thực và văn hóa Việt Nam, tham gia các chương trình hướng dẫn nấu món ăn Việt trên truyền hình. Đoàn làm phim Bỉ cũng là đang theo chân chị đến mọi miền đất nước để giới thiệu các đặc sản vùng miền đến bạn bè quốc tế. Nói chung là cái món gỏi cuốn và cái món chả giò, hai cái món đó là ai ăn cũng được và ai cũng thích hết. Đó, hai món đó là nổi tiếng nhất. Ngoài ra các món phở và bún bò Huế người ta cũng rất thích. Tại người ta nói là Trung Quốc nhiều mỡ và Thái Lan có rất nhiều sốt, có nhiều nước dừa làm cho người ta nặng bụng và người ta khó uống rượu. Và người ta rất là thích ăn mấy cái rau sống của Việt Nam. Rau sống Việt Nam thí dụ như cái là rau tía tô, rau thơm, rau mùi, làm cho cái mùi nó đậm đà mà gọi là thiên nhiên, tự nhiên, không có gì gọi là hóa chất cho nên người ta rất là thích. Cảm nhận của các vị khách hôm nay đã phần nào chứng thực các nhận định trên. I am a big fan of nem. Tôi rất thích món nem rán. Nó có vị rất ngon và lại có vỏ ngoài giòn rụm. Khi được hỏi về lời khuyên giúp món ăn Việt ngày càng nổi tiếng hơn, ông Helen trả lời đơn giản. Open restaurants all over the world. Hãy mở nhà hàng trên khắp thế giới, bởi vì thực khách sẽ nhận ra sự khác biệt. Tôi từng rất thích món Nhật, nhưng sau khi ở đây 3 ngày, đi cùng một đầu bếp giỏi, tôi đã thích món Việt. Các bạn cần cung cấp thông tin cho du khách, hướng dẫn họ cách thưởng thức. Tuy nhiên, chị Quyền cho rằng không phải cứ mở nhà hàng là được. Điều quan trọng nhất hiện nay là cần làm ra những món thuần Việt. Không có được lai Thái hay là bếp Trung Hoa, mình phải giữ cái truyền thống Việt Nam của mình. Người ta rất là thích cái bếp là cái truyền thống của Việt Nam. Bếp như bếp ở nhà mình nấu ăn sao thì mình nấu cho khách mình cũng như đó. Tiến sĩ Nhã bổ sung, không chỉ cần quan tâm đến món ăn mà còn phải chú ý đến không gian ăn uống. Nhà hàng này phải có không gian Việt. Từ cái bát, cái chén, cái đũa cũng là Việt. Cũng như là cái bàn, cũng như là trang phục phục vụ cũng thế. Nghe nhạc cũng nhà Việt. Và cái không gian tranh ảnh cũng Việt.
Vì thế, du khách đến nhà tiến sĩ Nguyễn Nhã không chỉ được thưởng thức các món ăn lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành của Việt Nam, mà còn được đắm mình trong những giai điệu đầy tình cảm của âm nhạc cổ truyền. Bản tin Người Việt Bốn Phương cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.